Dạ vâng, lời đầu tiên thì cho phép em được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang có mặt ở video của Nhạc Số ngày hôm nay. Trước mặt mọi người đây đó là chiếc Suica HP02, khá là quen thuộc ở bên em rồi. Em có giới thiệu đến mọi người rất là nhiều những cái tính năng này, cách sử dụng và cũng như là những cái thông số cơ bản ở bên trong của chiếc đác này. Đấy, những cái video lần trước thì em có hướng dẫn mọi người cách sử dụng này, cách kết nối này và những cái chế độ đầu vào của chiếc đác rồi. Thì ngày hôm nay em sẽ test nhạc cho mọi người. Đấy. Thông số có đẹp đến đâu, có tốt đến đâu nhưng mà cái chất lượng khi mà chúng ta chơi nhạc không hay thì cũng không nói được gì cả. Và như mọi người đang thấy này, trước này em đọc một bản nhạc đi đi 256 này. Em mở lên cho mọi người nghe luôn. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ không nghe đi đi. Em sẽ nghe em sẽ mở cho mọi người một bản nhạc của Việt Nam mình nghe cho nó dễ. Đây, em mở bài này của Hoàng Tục Linh đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em sẽ test thêm một bài nữa. Thank you.
xa ngày. Đêm qua anh vừa đến, sao chưa ghé qua nhà, sao chưa về thăm em. Em nhớ anh nhiều lắm đây, bâng khuâng trong vườn nắng, cô đơn khóm cũng vàng, đang chờ mùa thu ra, chờ cho đến lúc phải tàn, đang chờ mùa thu ra, chờ cho đến em xin phép vào dừng nhạc ở đây nha mọi người. Mọi người có quan tâm đến cái sản phẩm Suka HB02 hay là những cái sản phẩm khác về DAC thì có thể liên hệ cho em qua số hotline là 0766 030 050. Cảm ơn mọi người đã xem video của em.